Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình. Trong chương trình thời sự tối nay, thứ tư, ngày 13 tháng 4 năm 2016 có những nội dung chính như sau. Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Bình tổ chức lễ ra quân tháng công nhân năm 2016. Vạn Ninh quy hoạch vùng tập trung phát triển trang trại. Trung tâm du lịch Phong Nha - Kẻ Bàng cải tiến, nâng cấp đội thuyền du lịch. Đất nước hôm nay đang vui mừng chào ngày hội lớn, ngày toàn dân làm nghĩa vụ thiêng liêng. Vì độc lập tự do, vì tổ quốc mạnh giàu, chúng ta đi bầu chọn người có tài có đức. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay ngày 13 tháng 4 năm 2016, Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Bình đã tổ chức lễ ra quân thực hiện tháng công nhân năm 2016. Dự và chỉ đạo lễ ra quân có đồng chí Nguyễn Xuân Quang, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, cùng các đồng chí đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành cấp tỉnh và hơn 200 công nhân lao động nghèo có hoàn cảnh khó khăn. Tháng công nhân năm 2016 với chủ đề vì người lao động có hoàn cảnh khó khăn, với tinh thần hướng về cơ sở vì người lao động, lấy việc chăm lo đời sống, bảo vệ quyền lợi người lao động, Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Bình đã trích từ kinh phí hoạt động 2 tỷ 195 triệu đồng để hỗ trợ cho 200 đoàn viên công đoàn nghèo có hoàn cảnh khó khăn vay vốn để phát triển kinh tế gia đình, xây dựng sửa chữa 30 nhà mái ấm công đoàn cho đoàn viên lao động chưa có nhà ở, đang ở nhà tạm. 100 đoàn viên lao động nghèo có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được hỗ trợ thăm hỏi tặng quà. Liên đoàn Lao động tỉnh cũng chỉ đạo các cấp công đoàn thành lập ít nhất 10 công đoàn cơ sở, phát triển 500 đoàn viên công đoàn trong tháng công nhân, tổ chức các cuộc đối thoại tư vấn pháp luật cho công nhân lao động trong các doanh nghiệp, khu công nghiệp. Các công đoàn cơ sở có ít nhất một hoạt động hoặc một phần việc vì người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Nhân lễ ra quân thực hiện tháng công nhân năm 2016, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã dự khởi công nhà máy ấm công đoàn của chị Nguyễn Thị Tình, công nhân khai thác mủ cao su đồi Chiến Thắng thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Việt Trung. Hôm nay ngày 13 tháng 4, Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Quảng Bình đã tổ chức phiên họp thường kỳ lần thứ 2 để đánh giá kết quả hoạt động quý 1 năm 2016. Đồng chí Nguyễn Xuân Quang, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Quảng Bình chủ trì phiên họp. Tính đến hết tháng 3 năm 2016, tổng dư nợ các chương trình tín dụng đạt hơn 2.374 tỷ đồng, tăng 55 tỷ đồng so với đầu năm, đạt 98% kế hoạch. Riêng số cho vay trong quý 1 đạt 214 tỷ đồng, tăng 83 tỷ đồng so với cùng kỳ năm ngoái, với gần 5.600 lượt hộ vay. Trong đó, một số chương trình có doanh số cho vay lớn như cho vay hộ cận nghèo, cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, cho vay hộ gia đình sản xuất kinh doanh tại vùng khó khăn. Doanh số thu nợ đạt 159 tỷ đồng, tăng 40 tỷ đồng so với cùng kỳ năm ngoái. Chất lượng tín dụng tiếp tục được duy trì và cải thiện rõ rệt nhất từ trước đến nay. Trong quý 1, toàn tỉnh thực hiện huy động được 93,5 tỷ đồng, đạt 85,4% kế hoạch. Qua đó, đã tạo điều kiện hỗ trợ kịp thời cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách, góp phần đảm bảo an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới. Ngoài ra, các mặt hoạt động kiểm tra kiểm soát, thông tin tuyên truyền, đào tạo, tập huấn, củng cố tổ chức mạng lưới hoạt động của các tổ tiết kiệm vay vốn và công tác giao dịch ở các địa phương đều được quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả. Tại phiên họp, thành viên Ban chỉ đạo đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Quảng Bình cũng được thông báo một số chủ trương chính sách mới như chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng xã hội, quy định của Thủ tướng Chính phủ về điều chỉnh mức vay đối với học sinh sinh viên, hộ sản xuất kinh doanh tại vùng khó khăn. Phát biểu kết luận phiên họp, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Xuân Quang đã biểu dương và đánh giá cao những kết quả mà Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh đã đạt được trong quý 1 năm 2016. Về nhiệm vụ trọng tâm quý 2, đồng chí đề nghị Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội tiếp tục chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố nâng cao chất lượng hoạt động của Ban đại diện theo quy chế và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra giám sát đã kế hoạch đề ra. Tăng cường chỉ đạo các tổ chức hội làm tổ công tác ủy thác, tổ chức tốt các hoạt động tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn. Đặc biệt, chủ động cho vay đúng đối tượng và nâng cao chất lượng tín dụng. Đẩy mạnh huy động tiền gửi qua tổ tiết kiệm vay vốn, phấn đấu đạt 50% kế hoạch tăng trưởng và duy trì 90% thành viên tham gia gửi tiền hàng tháng.
tập trung giải ngân nhanh chóng kịp thời các chương trình tín dụng, hạn chế tối đa việc tồn đọng vốn. Về công tác xử lý nợ, phấn đấu giữ vững ổn định tỷ lệ nợ của hạn hàng tháng dưới 0,2%, thực hiện tốt công tác xử lý nợ rủi ro theo quy định hiện hành. Chiều nay ngày 13 tháng 4, Hội Liên hiệp Thanh niên phối hợp với Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi tỉnh Quảng Bình tổ chức chương trình đồng hành cùng thanh niên khuyết tật. Đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đến dự. Hiện nay tỉnh Quảng Bình có 45.000 người khuyết tật, trong đó thanh niên khuyết tật chiếm 75%. Trong những năm qua, Hội Liên hiệp Thanh niên các cấp đã có những hoạt động thiết thực đồng hành cùng thanh niên khuyết tật như thành lập câu lạc bộ thanh niên khuyết tật cấp tỉnh, phối hợp với Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi tỉnh tổ chức dạy nghề may cho 100 thanh niên khuyết tật, kết nối và hỗ trợ đầu ra cho các sản phẩm do thanh niên khuyết tật sản xuất. Từ những hoạt động thiết thực đó, nhiều thanh niên khuyết tật đã không ngừng phấn đấu, rèn luyện trở thành những tấm gương sáng trên nhiều lĩnh vực. Không ít thanh niên khuyết tật đã đạt được những thành tích cao trong học tập, thể thao, sản xuất kinh doanh, tự tin hơn trên con đường lập thân lập nghiệp. Chương trình đồng hành cùng thanh niên khuyết tật là hoạt động có ý nghĩa nhằm hưởng ứng cuộc vận động thanh niên sống đẹp, sống có ích do Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phát động, qua đó đồng viên khích lệ thanh niên nói chung, thanh niên khuyết tật nói riêng, sống có nghị lực, có trách nhiệm với bản thân, gia đình, xã hội. Đây cũng là dịp để các thanh niên khuyết tật được gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ những kinh nghiệm quý trong học tập cũng như trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Dịp này, 22 thanh niên khuyết tật tiêu biểu đã được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng bằng khen vì đã có nghị lực, tự khắc phục những khó khăn, vươn lên hòa nhập cộng đồng, giành nhiều thành tích cao trong học tập và sản xuất kinh doanh. Hôm nay ngày 13 tháng 4, Liên đoàn Lao động tỉnh đã tổ chức hội nghị ký cam kết thực hiện quy định số 01 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao. Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe quán triệt những nội dung cơ bản của quy định số 01 ngày 3 tháng 3 năm 2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu cơ quan đơn vị thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao. Theo đó, việc xử lý người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu các đơn vị vi phạm quy định trách nhiệm của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu phải được tiến hành công khai, minh bạch, khách quan, đúng quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước, đúng trình tự, tính chất cũng như mức độ của hành vi vi phạm. Việc ký kết trách nhiệm và xử lý trách nhiệm người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao nhằm siết chặt kỷ luật kỷ cương trong quản lý điều hành thực hiện chức trách nhiệm vụ, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong đơn vị, đồng thời phát huy vai trò trách nhiệm của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu và từng bước ra soát điều chỉnh nâng cao chất lượng hiệu quả của đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ được giao. Hôm qua ngày 12 tháng 4, huyện Lệ Thủy đã tổ chức hội nghị giao ban công tác dân vận chính quyền, lực lượng vũ trang, mặt trận, đoàn thể quý 1 năm 2016. Trong quý 1, tình hình nhân dân trên địa bàn huyện Lệ Thủy cơ bản được ổn định, công tác dân vận vận động quân chúng từ huyện đến cơ sở đã có nhiều tiến bộ. Huyện cũng đã thống nhất kế hoạch đại hội hai cấp của các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội, các hội xã hội nghề nghiệp trên địa bàn trong năm 2016. Chính quyền các cấp, lực lượng vũ trang tiếp tục triển khai thực hiện tốt công tác dân vận chính quyền, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, đẩy mạnh cải cách hành chính. Ủy ban nhân dân huyện đã tổ chức tiếp 33 lượt công dân, mặt trận đoàn thể chủ trọng tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước đến hội viên. Trong đó chủ trọng công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Tại hội nghị, các đại biểu phát biểu phản ánh tình hình, làm rõ thêm những cách làm hay, mô hình dân vận khéo trên địa bàn để nhân rộng trong thời gian tới. Sáng nay ngày 13 tháng 4, Liên minh Hợp tác xã tỉnh Quảng Bình đã tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ kế toán hợp tác xã. Tham gia lớp bồi dưỡng nghiệp vụ kế toán hợp tác xã lần này có 70 học viên là những cán bộ kế toán của các hợp tác xã trên địa bàn thành phố Đồng Hới, huyện Bố Trạch và huyện Quảng Ninh. Trong thời gian 5 ngày từ ngày 13 tháng 4 đến ngày 17 tháng 4, các học viên sẽ được truyền đạt 10 chương với một số nội dung cơ bản như tổ chức công tác kế toán trong hợp tác xã, kế toán vật liệu, công cụ, kế toán vốn bằng tiền và các khoản tạm ứng, kế toán vật liệu, công cụ, dụng cụ, kế toán tài sản cố định, kế toán tiêu thụ thành phẩm, hàng hóa và xác định kết quả kinh doanh, báo cáo tài chính. Thông qua lớp bồi dưỡng nghiệp vụ kế toán sẽ giúp các học viên nắm vững hơn những kiến thức cơ bản về công tác kế toán đối với hợp tác xã kiểu mới, hoạt động đúng luật, đạt hiệu quả.
Hôm qua ngày 12 tháng 4, Đảng ủy, Ban chỉ huy quân sự thị xã Ba Đồn đã tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện chỉ thị số 124 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về tăng cường lãnh đạo chỉ đạo công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới. Thực hiện chỉ thị số 124 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về tăng cường lãnh đạo chỉ đạo công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới, lực lượng vũ trang thị xã Ba Đồn đã được cấp ủy, chỉ huy các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, triển khai tích cực, bảo đảm đúng nội dung chương trình theo quy định cho các đối tượng đạt chất lượng hiệu quả cao. Từ năm 2011 đến nay, lực lượng vũ trang thị xã thực hiện tốt nội dung giáo dục, các đối tượng tham gia học tập đạt 100%, tỷ lệ đạt khá, giỏi, đạt từ 80 đến 85%. Trong đó, lực lượng thường trực dân quân cơ động, dân quân mới kết nạp đạt 100% quân số, lực lượng dự bị đồng viên đạt từ 90% trở lên, các lực lượng còn lại đạt 85% trở lên. Thông qua nội dung công tác giáo dục chính trị, góp phần giúp các cán bộ chiến sĩ nắm được quan điểm chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, nhiệm vụ của quân đội, đơn vị. Sáng nay ngày 13 tháng 4, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Bình đã tổ chức khai mạc triển lãm ảnh Vũ Điều Co của tác giả Nguyễn Bách Chiến. Bằng niềm say mê sáng tạo, tác giả nhiếp ảnh Nguyễn Bách Chiến đã có nhiều tác phẩm tham gia liên hoan ảnh khu vực và nhiều cuộc thi với các đề tài khác nhau và đã đạt được một số giải thưởng quan trọng. Với tình yêu thiên nhiên và sự tìm tòi vẻ đẹp của phong cảnh quê hương, con người, tác giả Nguyễn Bách Chiến đã có được hơn 50 bức ảnh nghệ thuật đặc sắc nhất để trưng bày triển lãm với chủ đề Vũ Điều Co. Dưới góc ảnh đa dạng, tác giả đã truyền tải được những khoảnh khắc đẹp của quê hương Quảng Bình, đặc biệt những hình ảnh đẹp về con cò, một loài vật gắn bó với đồng ruộng làng quê. Qua đó, mang đến cho người xem những hình ảnh về làng quê Quảng Bình nói riêng và làng quê Việt Nam nói chung. Triển lãm sẽ diễn ra từ ngày 13 tháng 4 đến hết ngày 17 tháng 4 năm 2016 để phục vụ khách tham quan và đông đảo công chúng. Mời quý vị và các bạn tiếp tục tìm hiểu nội dung hiến pháp năm 2013 đã được Quốc hội thông qua ngày 28 tháng 11 năm 2013 tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 13. Điều 97, nhiệm kỳ của chính phủ theo nhiệm kỳ của Quốc hội. Khi Quốc hội hết nhiệm kỳ, chính phủ tiếp tục làm nhiệm vụ cho đến khi Quốc hội khóa mới thành lập chính phủ. Điều 98, Thủ tướng Chính phủ do Quốc hội bầu trong số đại biểu Quốc hội. Thủ tướng Chính phủ có những nhiệm vụ và quyền hạn sau đây. 1. Lãnh đạo công tác của chính phủ, lãnh đạo việc xây dựng chính sách và tổ chức thi hành pháp luật. 2. Lãnh đạo và chịu trách nhiệm về hoạt động của hệ thống hành chính nhà nước từ trung ương đến địa phương, bảo đảm tính thống nhất và thông suốt của nền hành chính quốc gia. 3. Trình Quốc hội phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ, bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Thứ trưởng, chức vụ tương đương thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, phê chuẩn việc bầu, miễn nhiệm và quyết định điều động, cách chức Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 4. Đình chỉ việc thi hành hoặc bãi bỏ văn bản của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Ủy ban Nhân dân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trái với hiến pháp, luật và văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên. Đình chỉ việc thi hành nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trái với hiến pháp, luật và văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên, đồng thời đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội bãi bỏ. 5. Quyết định và chỉ đạo việc đàm phán, chỉ đạo việc ký, gia nhập điều ước quốc tế thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của chính phủ, tổ chức thực hiện điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. 6. Thực hiện chế độ báo cáo trước nhân dân thông qua các phương tiện thông tin đại chúng về những vấn đề quan trọng thuộc thẩm quyền giải quyết của chính phủ và Thủ tướng Chính phủ. Chương trình thời sự tối nay sẽ được tiếp nối với những thông tin trên các lĩnh vực đáng quan tâm khác. Vạn Ninh quy hoạch vùng tập trung phát triển trang trại. Trung tâm du lịch Phong Nha Kẻ Bàng cải tiến, nâng cấp đội thuyền du lịch. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay ngày 13 tháng 4, Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản Quảng Bình đã phối hợp với Công an phường Hải Thành, thành phố Đồng Hới và đội biên phòng Nhật Lệ tổ chức tuyên truyền ký cam kết cho các chủ nhà hàng, cơ sở thu mua hải sản không khai thác, mua bán, vận chuyển tôm hùm trái quy định. Trong đợt này, Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản sẽ tổ chức cho 58 chủ nhà hàng, cơ sở thu mua hải sản trên địa bàn toàn tỉnh ký cam kết không khai thác, mua bán,
vận chuyển, bảo quản, chế biến tôm hùm trong thời gian từ ngày 1 tháng 4 đến ngày 31 tháng 7 năm 2016 và cấm trong thời gian cả năm đối với tôm hùm mang trứng và tôm hùm con có nguồn gốc tự nhiên. Theo đó, các tổ chức cá nhân vi phạm sẽ bị phạt tiền, thu gom tang vật và xử phạt theo các quy định của pháp luật. Được biết, trong năm 2015, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã phối hợp với Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh, các ban ngành địa phương tổ chức 35 đợt kiểm tra, phát hiện và lập biên bản 145 trường hợp vi phạm, xử phạt trên 330 triệu đồng, tịch thu và thả về biển 110 kg tôm hùm con. Hiện nay, nông dân xã Đức Trạch, huyện Bố Trạch đã và đang tăng cường đồng mười, cải hoán tàu thuyền để vươn khơi bám biển, khai thác thủy hải sản. Quý 1 năm 2016, ngư dân xã Đức Trạch đã đóng mới được 25 tàu công suất từ 700 đến 930 CV, trong đó có 16 tàu được đóng mới từ nguồn vốn vay theo Nghị định 67 của Chính phủ. Cải hoán thay mới máy móc 26 tàu, nâng tổng số tàu của toàn xã là 226 tàu. 3 tháng đầu năm, thời tiết gió mùa liên tiếp khiến hoạt động đánh bắt thủy sản gặp nhiều khó khăn, sản lượng đạt 1.000 tấn, giảm 300 tấn so với cùng kỳ năm ngoái. Hiện nay, bà con ngư dân đang tiếp tục cho hạ thủy các tàu công suất lớn nhằm đẩy mạnh hơn nữa hoạt động đánh bắt thủy hải sản vùng biển xa. Với lợi thế là địa hình bản sơn địa, xã Vạn Ninh, huyện Quảng Ninh đã khuyến khích người dân phát triển các mô hình kinh tế trang trại, trong đó chú trọng công tác quy hoạch tập trung xa khu dân cư nhằm bảo vệ môi trường. Xã Vạn Ninh, huyện Quảng Ninh có diện tích đất tự nhiên trên 2.900 ha, trong đó đất nông nghiệp 1.288 ha, đất chưa sử dụng 67 ha. Quỹ đất dồi dào là yếu tố quan trọng để xã Vạn Ninh quy hoạch và phát triển các mô hình kinh tế trang trại chăn nuôi tập trung. Vùng đất được chính quyền xã Vạn Ninh chọn quy hoạch xây dựng các trang trại là cánh đồng Ba Đa thuộc thôn Đồn, nằm tách biệt cách khu dân cư hơn 500 mét. Diện tích ban đầu đưa vào thí điểm là trên 3 hecta, sau gần 3 năm triển khai đã mở rộng ra thêm 7 hecta, giao cho 6 hộ dân làm kinh tế. Với cách thức bố trí chuồng trại khép kín khoa học nên vấn đề ô nhiễm môi trường được hạn chế đến mức thấp nhất, đúng quy định trang trại thân thiện với môi trường. Theo kế hoạch, xã Vạn Ninh sẽ tiếp tục mở rộng diện tích thêm 4 hecta và vận động di dời 35 hộ gia đình chăn nuôi quy mô lớn lên ổn định tại khu vực quy hoạch, chuyển hẳn chăn nuôi gia súc gia cầm ra xa khu dân cư. Nhà ở khu dân cư là một trong 19 tiêu chí thuộc Bộ Tiêu chí Quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Đây là một tiêu chí không dễ thực hiện, bởi một số hộ dân không đủ điều kiện để xây dựng nhà ở đạt chuẩn theo quy định. Chính vì vậy, thời gian qua, xã Liên Trạch, huyện Bố Trạch đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quyết tâm thực hiện thành công tiêu chí này. Nhờ vậy mà đến nay, tỷ lệ nhà ở đạt chuẩn của địa phương đã thực hiện đạt 85%. Xã Liên Trạch, huyện Bố Trạch hiện có trên 970 hộ dân với gần 4.400 nhân khẩu. Để thực hiện tốt tiêu chí nhà ở dân cư, bên cạnh việc vận động hộ dân có điều kiện xây dựng lại nhà ở, cấp ủy đảng, chính quyền địa phương đã huy động nhiều nguồn lực để xây dựng nhà ở cho các hộ nghèo và gia đình chính sách. Ngoài việc huy động mọi nguồn lực để xóa nhà tạm, nhà rột nát, xã cũng vận động người dân đầu tư xây dựng lại nhà ở khang trang, đạt chuẩn theo quy định của Bộ Xây dựng. Hiện nay trên địa bàn xã Liên Trạch chỉ còn 4 nhà tạm rột nát và trên 960 hộ dân có nhà ở đạt tiêu chuẩn Bộ Xây dựng, chiếm tỷ lệ 85%. Xã Liên Trạch phấn đấu đến cuối năm 2016 có 100% hộ dân tại địa phương có nhà ở đạt chuẩn yêu cầu của Bộ Xây dựng. Thời gian qua, xã Quảng Tân, thị xã Ba Đồn đã tập trung phát triển tiểu thủ công nghiệp và thương mại dịch vụ mang lại hiệu quả kinh tế cao. Trong năm 2015, xã Quảng Tân đã sản xuất trên 1 triệu chiếc nón lá, thu nhập ước tính khoảng 12 tỷ đồng. Ngoài nón lá thì các ngành nghề dịch vụ khác như kinh doanh buôn bán, xay sát, ô tô vận chuyển vật liệu xây dựng, các dịch vụ hàn điện, sửa chữa, các tổ mộc, nê đang phát triển mạnh và thu hút nhiều lao động, tạo công ăn việc làm cho khoảng 500 lao động với mức thu nhập bình quân 3 đến 3,5 triệu mỗi người mỗi tháng. Với những kết quả đã đạt được, trong năm 2016, xã Quảng Tân tiếp tục duy trì và phát triển các ngành nghề dịch vụ, nhất là sản xuất nón lá, khuyến khích tạo điều kiện cho các cá nhân tập thể phát triển các dịch vụ đa ngành đa nghề trên địa bàn. Trong quý 1 năm 2016, đã có gần 1.000 lượt khách du lịch tham quan khám phá hang động Tủ Lan ở xã Tân Hóa, huyện Minh Hóa. Tuyến du lịch mạo hiểm khám phá hang động Tủ Lan thu hút đông lượng khách du lịch nước ngoài như Mỹ, Đức, Úc, Canada, Pháp. Điều này đã chứng tỏ sức hút của đồng Tủ Lan không chỉ đối với du khách trong nước mà cả với du khách quốc tế. Đặc trưng và điểm nhấn của Tủ Lan là các hang động kỳ thú, nhiều thác nước, được trải nghiệm bơi trong hang tối xuyên qua thung lũng khác. Các tour du lịch vào hệ thống hang động Tủ Lan khá đa dạng,
tùy vào sức khỏe, kinh nghiệm, kỹ năng để du khách có thể trải nghiệm tour 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày. Khi tham gia các tour du lịch tại Đồng Tủ Lan, du khách sẽ được trang bị các thiết bị theo tiêu chuẩn an toàn của châu Âu, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho du khách trong hành trình khám phá hang Đồng Tủ Lan. Thưa quý vị và các bạn, để phục vụ tốt hơn cho du khách khi đến với di sản thiên nhiên thế giới vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng, thời gian qua, bên cạnh việc mở thêm các tuyến tour du lịch mới, Trung tâm Du lịch Phong Nha Kẻ Bàng đã phối hợp với Sở Giao thông Vận tải, chính quyền xã Sơn Trạch tập trung vận động người dân cải hoán, nâng cấp đổi thuyền du lịch phục vụ du khách đến tham quan Đồng Phong Nha và Đồng Tiên Sơn. Nét khác biệt của đội thuyền du lịch Phong Nha Kẻ Bàng tỉnh Quảng Bình là hầu hết phương tiện đều do người dân tự bỏ vốn mua sắm, nên ban đầu chất lượng thuyền không đồng đều. Từ khi vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng được công nhận là di sản thiên nhiên thế giới, Trung tâm Du lịch Phong Nha Kẻ Bàng đã chủ động phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy, chính quyền xã Sơn Trạch tổ chức xây dựng đội thuyền tự quản kiểu mẫu. Để nâng cao chất lượng phục vụ du khách, giảm thiểu việc chặt phá rừng, góp phần bảo vệ di sản thiên nhiên thế giới vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng, thời gian qua, Trung tâm Du lịch Phong Nha Kẻ Bàng đã phối hợp với Sở Giao thông Vận tải có chủ trương thay thế vật liệu làm thuyền từ gỗ sang hợp kim nhôm, hợp kim sắt và vật liệu tổng hợp composite đối với đội thuyền du lịch Phong Nha Kẻ Bàng. Thuyền du lịch theo mẫu thiết kế mới vừa có kiểu dáng gọn nhẹ, bố trí khoang hành khách, khoang máy hài hòa, giảm tối đa tiếng ồn. Để tạo ra vẻ đẹp hài hòa với cảnh quan của di sản, đội thuyền đã được trang trí ngoài thất phù hợp, thống nhất mang nét đặc trưng riêng của phương tiện thuyền khách Phong Nha. Được sự quan tâm tư vấn của Trung tâm Du lịch và là phòng đăng ký công nghiệp của Sở Giao thông Vận tải, thì bà con cũng thấy rằng là hợp lý, hai nữa là để nên là đảm bảo tính lâu dài, ít khấu hao chi phí, phải nói rằng là quá thử nghiệm và trải nghiệm rất đảm bảo an toàn trong phục vụ, nên bà con thấy là rất có lợi với cái khoản này, nên bà con là đi vào thực hiện. Tuyến du lịch đưa đón du khách vào tham quan Đồng Phong Nha, Tiên Sơn phải đi bằng thuyền gắn máy gần 7 km trên sông Son. Để góp phần tháo gỡ khó khăn cho các hộ dân là chủ thuyền du lịch tại Phong Nha Kẻ Bàng, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình đã thống nhất chủ trương kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2015 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2015 sẽ hỗ trợ cho các chủ thuyền chở khách du lịch tham quan Đồng Phong Nha và Đồng Tiên Sơn theo mức 40.000 đồng mỗi chuyến mỗi thuyền tham quan một đồng và 50.000 đồng mỗi chuyến thuyền đối với tham quan cả hai đồng. Số tiền hỗ trợ này được giao cho Trung tâm Du lịch Phong Nha Kẻ Bàng trích từ nguồn thu phí tham quan Đồng Phong Nha và Tiên Sơn để hỗ trợ cho các chủ thuyền. Nhờ có sự hỗ trợ kịp thời này và làm tốt công tác tuyên truyền vận động, nên hầu hết các hộ dân đều rất đồng thuận với chủ trương chuyển đổi, nâng cấp thuyền du lịch bằng các vật liệu mới, thân thiện với môi trường. Đến nay đã có 208 trên tổng số 315 phương tiện chuyển đổi sang sử dụng mới. Trong cái quá trình mà phục vụ là chúng tôi thấy là cái thuyền mà được chuyển qua cái chất liệu bằng nhôm mà kẽm đấy thì nó rất là đảm bảo. Thứ nhất là cái vấn đề an toàn, thứ hai là thẩm mỹ, cái ba nữa thì nó đảm bảo được cái đồng bộ của đội thuyền du lịch nhìn nó đẹp hơn và nó giảm được cái số được rất nhiều về cái vấn đề tiếng ồn so với những cái thuyền gỗ trước đây. Một việc nữa, trong 1 đến 2 năm tới thì chúng tôi cũng cố gắng động viên cho toàn thể anh chị em đội thuyền du lịch này là chuyển đổi cái số thuyền gỗ con lái thì chuyển đổi sang là chất liệu kẽm và nhôm để nó đảm bảo hơn. Từ nay đến hết năm 2016, Sở Giao thông Vận tải sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Du lịch Phong Nha Kẻ Bàng, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh, chính quyền xã Sơn Trạch và các chủ thuyền để tập trung nâng cấp hệ số thuyền du lịch còn lại. Với cái chủ trương chuyển đổi dần những cái phương tiện vỏ gỗ mà đã xuống cấp này, thì Sở Giao thông Vận tải là chỉ đạo phấn đấu hết năm 2016 này là vận động và chỉ đạo cái đội thuyền này chuyển đổi 100% số khi phương tiện vỏ gỗ đã xuống cấp, thay thế bằng vật liệu mà thân thiện với môi trường vùng di sản, đảm bảo có được một cái đội thuyền tốt về chất lượng, đủ về số lượng, đẹp và mẫu mã, phục vụ tốt cái nhu cầu của du khách đến với Quảng Bình, đến vùng di sản thiên nhiên thế giới. Cùng với nhiều địa phương khác trong cả nước, từ năm 2011 đến nay, thực hiện cuộc vận động xây dựng phong trào văn hóa giao thông với bình yên sông nước do Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia phát động, đội thuyền du lịch Phong Nha Kẻ Bàng được Ban An toàn Giao thông tỉnh Quảng Bình tập trung chỉ đạo xây dựng trở thành đội thuyền du lịch văn hóa kiểu mẫu.
Nhờ xây dựng được mô hình đội thuyền du lịch văn hóa tự quản, nên hơn 15 năm nay, trên tuyến du lịch này đã đưa đón hàng triệu lượt du khách trong và ngoài nước tham quan Đồng Phong Nha, Tiên Sơn, đảm bảo tuyệt đối an toàn. Mời quý vị và các bạn theo dõi tin nắng nóng. Trưa hôm nay ngày 13 tháng 4, nắng nóng gay gắt đã xảy ra trên diện rộng ở tỉnh Quảng Bình với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 38 đến 40 độ. Cụ thể như sau, tại Đồng Hới 38,5 độ, thị xã Ba Đồn 39,4 độ, Tuyên Hóa 39,5 độ. Ngày mai ngày 14 tháng 4, nắng nóng gay gắt tiếp tục duy trì trên diện rộng ở Quảng Bình với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 38 đến 40 độ. Dự báo, nắng nóng ở Quảng Bình có khả năng kéo dài đến hết ngày 17 tháng 4. Từ ngày 18 tháng 4, nắng nóng sẽ giảm dần. Dự báo thời tiết Quảng Bình đến 13 ngày 14 tháng 4 năm 2016, khu vực miền núi mây thay đổi đến không mưa, ngày nắng nóng gay gắt, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 40 độ. Khu vực đồng bằng ven biển mây thay đổi đến không mưa, ngày nắng nóng gay gắt, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 40 độ. Khu vực thành phố Đồng Hới mây thay đổi đến không mưa, ngày nắng nóng gay gắt, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 39 độ. Vùng biển không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam đến tây nam cấp 4, biển bình thường, sóng biển cao dưới 1 m. Dự báo thời tiết đến 14 ngày 15 tháng 4 năm 2016, mây thay đổi đến không mưa, ngày nắng nóng gay gắt, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 40 độ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình. Ngay sau đây mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thể thao.